Tôi là Dân, tôi là nhân viên sale của Coca-Cola. Mỗi ngày đối với tôi không chỉ là một ngày đi làm, mà là cả một ngày để được lắng nghe những câu chuyện. Mà câu chuyện tôi nhớ nhất là của cô và chú. Cô và chú là người Hà Nội. Hồi đó, chú là công nhân cơ khí làm ở xí nghiệp. Cô là một cô hàng nước nhỏ xinh, hiền lành và ít nói. Cô có một người cậu, và nhờ người cậu này mà chú gặp được cô. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, chú đã có cảm tình với người con gái ấy. Người ta gọi đó là tình yêu sét đánh. Và cứ thế, ngày nào chú cũng đến quán nước của cô, lúc thì món này, lúc thì món kia. Hỏi ra thì chú mới nói, chủ yếu là để gặp bả, chứ chú đâu có thích ăn uống gì đâu. Hồi đó, cậu của cô cũng hay trêu chú, mày có muốn lấy cháu tao không? Chú nhìn cô, rồi cười cười và nói, lấy thì lấy. Và cứ thế, sau 7 năm yêu nhau, cô và chú đã chính thức nên duyên vợ chồng. Đó là ngày đầu tháng Giêng năm 1989. Trời thì rét, hai họ rước dâu bằng xe đạp. Chú nói, lạnh đây, cực đấy, nhưng vui khôn tả. Khi ấy còn khó khăn, đám cưới cũng rất đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Và sau bao nhiêu năm khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp ở Sài Gòn, kết quả của tình yêu ấy là một gia đình hạnh phúc và viên mãn.